đi qua một cái cầu rất là trơn trượt, đi với mẹ, đi với mẹ. Và cô gái đó đi lên tới cầu, gần tới cầu và gì ạ? Đang thường thường là mẹ cầm tay cô gái, cô gái cầm tay mẹ. À, còn bây giờ là gì? Tới cầu và cô gái giật cái tay ra. Và cô gái nói là gì ạ? Mẹ ơi, cầm tay con đi. Tới người mẹ hỏi một câu của con gái, cái việc con cầm tay mẹ với mẹ cầm tay con đâu có khác gì nhau đâu. Và cô gái nói một câu như thế này: mẹ à, nếu con cầm tay mẹ thì đến lúc một lúc nào đó nguy hiểm con sẽ buông tay mẹ. Nhưng nếu mẹ cầm tay con tin chắc và con biết chắc là cho dù chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng không bao giờ buông tay của con.